Ford Ranger tăng sáng với cặp đôi V30 Ultra 2022 nhiệt màu 5000 kết hợp với bi gầm F10 nhiệt màu 4003. Bây giờ chúng ta sẽ đi test ánh sáng. Hiện tại thì ngoài trời vừa mưa xong, giờ thì chỉ còn lác đác thôi. Đây là ánh sáng của cặp đôi V30 Ultra kết hợp với bi gầm F10. Đó cho ra một ánh sáng rất là hoàn hảo. Hai dòng này kết hợp với nhau thì em nghĩ nó sẽ chiến được mọi điều kiện thời tiết ở miền Nam. Một mình đèn gầm nha anh chị. Nó vừa cốt vừa pha. Còn đây là ánh sáng của V30 Ultra cốt pha. Sự kết hợp hoàn hảo này thực sự cần thiết cho những người thường xuyên đi đêm. Cốt rộng, xa, mịn và sáng, pha đá lên rất là uy lực.